Đây xếp hàng vô vàng nè mọi người, quá trời đông luôn. Rồi đông dữ thiệt á. Bây giờ là hơn 10 giờ rồi đó, đông khiếp không. Hình như là mỗi ngày người ta phát cái đông khủng khiếp luôn à. Từ 6 giờ sáng á, 6 giờ sáng mình đi ra cái đoạn ra là thấy nhiều người xếp hàng ở đây rồi. Bây giờ hơn 10 giờ trưa rồi vẫn còn xếp hàng này. Đây là lần đầu tiên mình thấy là mua vàng và xếp hàng dữ vậy đó, từ trước giờ chưa thấy. Thường là xếp hàng kiểu là ngày vía thần tài với ngày 10 tháng giêng rồi, thì người ta dân người ta đi mua để mà vía thần tài. Chứ còn những ngày thường giờ thì ít, mà năm nay là năm đặc biệt ha, đông khủng khiếp luôn ha. Trời nắng nóng rồi mọi người, quá trời nắng nóng. Giờ là 10 giờ 40 phút rồi đó, còn rất là đông. Đây, nãy chị Dung có một chỗ đứng rất là lạ, rất là đẹp luôn. Đây bởi vì cái quán này nó mới thiết kế và xong rồi cho nên là nhìn rất lạ luôn ha, đẹp quá trời luôn. Ở bữa trước là một cái bức tường, bây giờ người ta đã thuê lại là thiết kế lại rồi, một cái view cực đẹp luôn ha. Trời bữa nay cũng bò quá trời luôn, đông quá trời luôn mọi người ơi. Bún bò 25.000 ha, buổi sáng thôi ha, bán bún bò là 26 thì phải á, là bán ba buổi sáng một tuần. Chị này thì chị bán cả tuần luôn chứ không có nghỉ ngày nào á. Chị bán chị là năng lượng dữ lắm luôn đó. Chị bán một năm chị bán có nghỉ có vài ngày Tết rồi. Nhưng mà hình như cái đợt vừa rồi á, cái lễ 34 á cũng có nghỉ một hai ngày vậy đó phải á. Khách quá trời luôn. Được cái là bán chị nói chuyện nó bằng gần gũi và vui vẻ đó, cho nên là nhiều người tết lắm, cho nên là cái xe bún bò lúc nào cũng đông khách nè. Nhưng mà cái món này ở cái khu trung tâm này xe nào cũng vậy, bán được khách đông khách lắm. Bởi vì cái khu này là người ta thích bún bò Huế nè mọi người. Chết luôn á. Thì có chỗ đó em thì có rồi. Không ăn lỗ vốn thiệt quá trời. Đây có mì gói rồi luôn. Hai vợ chồng rồi rồi tới luôn. Xong buổi sáng. Rồi một buổi sáng ok đó. Sáng tuyệt vời. Em quay vô cảnh đẹp ha. Wow, cái cảnh đẹp quá đẹp luôn á. Thì đúng là cái cảnh chữ đô đó. Bằng chữ đô hả? Đúng rồi. Rồi ok cho em gái đi thì gói hai vợ chồng hai tô. Có thể không gái? Ta thiết kế gỗ không hả? Rồi xa nhìn cái hai ghê á. Có khu trung tâm mà có cái quán nhìn hai á. Thì ha. Không, theo phong cách của Đà Lạt. Đây bán cà phê hay là gì nha, chứ buổi sáng cũng có bán cà phê hả? Mai mốt giờ sáng có cà phê nữa giờ đó. Vậy bây giờ là chị nhậu thôi. Mai ơi bấm giùm em Mai ơi. 2 giờ chồng 2 tô. Đây,
anh rồi. Đi đây, đi đây em thối luôn cho. Bốn con giấy đầy đủ luôn ha. Quán mát. Qua đã rồi. Đã rồi. Bởi vì bên này mà đi sinh sớm là lên là thấy được nội anh vậy. Đi sinh sớm lên là đẹp lắm. Hai mươi lăm tiền luôn. Anh đang đầy đủ hả? Đầy đủ ha. Chú trời nãy mới đi ngang qua cái đường Nguyễn Thị Minh Khai thấy người ta xếp hàng, người ta mua vàng quá trời luôn. Sao vậy? Là đông. Ngay chỗ cái sàn, ngay chỗ cái sàn á. Vàng rẻ ra mà. Có rẻ đâu? Trời, làm vụ gì nữa? Trời ơi, ăn còn chưa có ăn đây mà làm vàng má ơi. Trời ơi, người ta mới xếp hàng mua vàng. Đông lắm luôn đó, chắc xếp hàng đâu rồi trước 6 giờ luôn đó. Đây chỗ Nguyễn nghe chỗ đoạn gần 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 bệnh viện Từ Dũ bên kia đường á. Cái sàn sàn vàng của SGC á. Mai cho em nếp trụng vô mai để lâu nếp trụng vô này đó. Vô vô búng tay. Một tô bún tái. Rồi, 2,5 triệu quá trời quá đất luôn, cảm ơn. Ồ. Ăn bữa sáng 2,5 triệu. Quá dữ luôn. Quá trời quá đất. Sáng hơn cái ông ở dưới miền Tây gì nữa ăn mấy tỷ luôn. Rồi lên bún luôn đi. Sáng giờ là lên, là lên đồ là bán một tăng rồi đó ha. Sáu ra năm gần 6 giờ là có khác lại rồi. Đó, muốn tới đó để chị chút. Ở đâu đi rồi. Đâu viên, đâu viên. Khi cầm bún bò em khoái mấy cầm bún nó bự vậy. Ăn xuống. Cũng như nhau cả, nhưng mà thích người ta, có người thích bún lớn, người ta thích bún nhỏ thôi. Ok em, 30. Có nước uống cho anh, khối 20 cho em này nữa. Làm phần 30 ngàn hả? Ờ. Ồ, bữa nay cái menu của dán lum lửa trời. Ghê vậy. Quay này. Có đồ mà chưa có xong. À vậy đó hả? Tàn vừa thấy gắn. Dán tá lạ luôn. Thông báo nghỉ nữa. À có thông báo nghỉ nữa. Đẹp lắm, mới ấy. Dạ nó sắp nghỉ với chị. À 21 ở trên đó. 21 trên nữa. Ừ. Dạ thì bữa nay mười mấy rồi. Nay 14 rồi đó. Ờ. Nay 14 nè. Được mắm lấy, được mắm lấy, chơi dầu điều là kẹt đó. Hai tô đầy đủ qua bên bàn ngồi đi em, bàn mà hơn quá còn rộng. Em giấc mì luôn. Em giấc mì rồi. Giấc mì là khỏi bún phải không? Trời. Đó tô đi luôn, tô đi thì ăn chứ đi đâu mà đi. Ôi chả là nay có cái chả bò nữa hả? Đâu thì khi nào chị cho có chả bò. Chả bò, cái chả lá. Chả lá, chả bò, mai à, ơi. Chả lá, chả bò nữa kìa. Mai còn tô nữa thì mai. Đây đây. Xong ráp một tô, xong là hai người, hai tô sau. Dạ. Dạ. Thank you.
nước tràn bờ đê luôn bà con ơi. 25k thôi bà con. Quá bèo luôn. Bèo hết sức bèo luôn mà bây giờ ngay chỗ trung tâm mà bán 25.000 là thiệt hết chứ, quá bèo luôn. Hết sức để giữ giá rồi. Đúng rồi, hết sức để giữ giá luôn nữa. Dạng như là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mai chị như đâu ai đâu mà tôi mình chị quyết thì như Mai ơi đâu rồi Mai? Hai tô bên bà. Rồi dán bản mới với lại bà... có menu mới, thực đơn mới luôn. Dữ thiệt. Thông báo nghỉ 5 ngày. Tuần sau nghỉ hả? Ừ, qua rằm á là nghỉ á. Tuần sau á. Bán ngày rằm xong tuần này là qua rằm là đầu mất 5 ngày. À. Có thông báo nó làm việc thì nó phải dạy, có thông báo rõ ràng. Ngày nào nghỉ ngày nào bán lại. Anh Hải ơi, của anh Hải. Phải như về sớm sớm mà dự có festival được rồi. Bởi vậy đâu có dịp đâu. Đúng cái ngày đám giỗ mới về. À, vậy festival vừa hết luôn. Vừa hết luôn rồi. À, vừa hết luôn rồi. Về. Vậy mùa hết nữa, nó có cái festival nó vui lắm. Festival năm nào nó cũng lòng lớn á. Năm nào cũng lòng lớn. Nó tạo thành một thương hiệu luôn rồi. Có dịp cho tôi ra ngoài còn có đi được đâu. Ồ, hay quá chứ. Chơi luôn. Về thăm đi cho biết Huế. Trước giờ chị đi Huế lần nào chưa? Chưa đi Huế luôn hả? Trời ơi, vậy là không được rồi. Vậy làm sao mà biết cố đô như thế nào? Chị phải ra mà chị phải bớt chút thời gian để ra thăm cố đô đi chứ trời. Bao nhiêu năm rồi mà giờ giờ sáu mấy rồi mà chưa biết cố đô là gì là thua rồi đó. Dạ. À, dạ đó. Giờ rảnh quá vậy á. Hết tiền, hết tiền. Sài Gòn chưa đi hết nữa kìa. À Sài Gòn thì chưa đi hết nè. À. Ở sáng ngày từ quận 4 chạy qua quận 1 bán xong cái là đi về. Sao? Về phục vụ chồng con rồi là hết ngày. Bởi vậy chạy qua chạy lại chỉ biết cả mấy cái quận này thôi, trung tâm này thôi. Ăn là con lớn làm như là con nhỏ bằng. À bây giờ con lớn rồi đi rồi. Thông thả mà. Rồi, đi hình à con. Cái gì của mẹ cái gì của mẹ. Hồi xưa giờ xưa nó còn nhỏ quá mình đi mình lo lắng cái này cái kia chứ. Giờ lớn đùng chuẩn bị có vợ hết trơn rồi. À 40 tuổi rồi, ức hiếp gì nữa. À, thì bà Mai còn đi à, chắc bà Mai chưa có cú à. Giờ mà lo cái gì nữa bận biểu con trời ơi nó tự xử chứ khổ hồi nhỏ rồi gì không đây là thông báo ghi quán nghỉ đây là thứ con mình hả không thấy bà già thứ sáu ngày 24/6 là lại bắt đầu nghỉ tới ngày 26/6 là nó lại đó. Đi thăm bà già. Đây là cái menu mới nè, thứ hai là bún măng, bún miếng măng. Thứ ba là bún bò Huế, phở bò, bò viên, canh bún, bún riêu, bún bò Huế thứ sáu ha. Thứ bảy là hủ tiếu, nuôi mì, còn chủ nhật là tiếp tục bán lại bún bò Huế. Chỉ có một, trong cái thực đơn này chỉ có một cái món là phở bò là 30 ngàn thôi, còn lại là 25 ngàn hết kia. Đây là... ngon bổ rẻ. Giá đây chứ sao giờ. Tối 25 thôi 75 cho chú luôn. Không bún đâu em. Đang tô 40 ngàn nhưng mà ăn ít bún nha. Chà nói vậy thôi. Đây. Chả gì đây béo? Dạ kia kìa. Có tâm không? Dạ có. Cái cây tâm giấy đó. Wow. Cho. Cô này 60 ngàn đấy hãy. Quý ngoại này cái gì? Không, 60 rồi nó nói gì. Để anh quay cái. À, cho anh quay. Ờ, luôn tay đó. Ui, ok.
tôi thấy cái tô này tao muốn xỉu luôn, tao rung tay còn đỡ. Tao gần sắp sửa xỉu luôn rồi đó. Tô 40 ngàn, quá khủng khiếp luôn. Anh này là anh ăn, anh ghé quán này ăn mà nhờ nhớ luôn á. Người ta ăn 25 ngàn, anh ăn 40 ngàn là tô ngập vậy đó. 40 cái gì, tô nó 60 ngàn chứ. Tô ép bóng. Ăn đây luôn hả? Ăn đây 40 ngàn. Đứng vậy quanh luôn vậy, đứng vậy quanh nó xe bún bò luôn. Đó, còn tiếp luôn. Đông quá rối rồi đó. Hôm qua nó quay bún riêu đó ha. Đây một tô 25 ngàn 25 tiền. Sao làm xong rồi không dọn vô trong bán đi? Đâu rồi anh? Làm sao mà chưa?